tiêu hết rồi. Vậy là bắt đầu phun ra cho gì vậy, mấy cái còn hai lần nữa dầu á. Trời ơi, chở dầu rồi, sẽ đi chở mua rồi. Còn hai lần nữa lắm mà. Phí hả? Nó phải đăng cho ai? Cái bị á. Bánh phải từ từ chứ, món không xem.